Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đây chính là quạt giòn lạnh của xe Toyota Prius Innova Fortuner từ đời 2008 đến 2014. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Denso Corporation, Meijin, Japan. Mã sản phẩm của nó là 11636010080. Đây. Bây giờ em xin mời các bác sẽ cùng em mở ra. Đây là cái quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm sẽ được để trong một chiếc hộp như này, với các thiết kế rất là thông minh để vừa tránh va đập này, để bảo vệ phần cánh và phần motor cũng như các cái tai bắt. Đây là em nhấc ra nhá. Đây là phần cánh quạt này. Khi mà có điện vào thì cánh quạt sẽ quay, sản sinh ra gió, giúp dẫn gió lên hệ thống điều hòa. Đây là ba tay bắt. Đây, ba tay bắt vào hộp quạt gió điều hòa Meijin Japan. Đã là dòng sản phẩm của công ty Denso thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Đây là hai giắc điện của nó ạ. Nguồn điện để cấp cho sản phẩm sử dụng là 12V. Đây ạ. IC12. Đây là cái phần ốc. Chúng ta có thể tháo ra và kiểm tra motor khi mà chúng ta muốn bảo dưỡng. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Cái chất nhựa của nó cực kỳ sắc nét. Phải nói khá là chắc chắn luôn này. Đấy. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm, liên hệ với em theo số 0769086333 để được tư vấn hỗ trợ, giải đáp thắc mắc. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT, số điện thoại là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào.